Chào mọi người, mình là Trung, kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người mua những cái cần này. Đây, lại vẫn như video trước nha mọi người, mình sẽ quay rất là kỹ. Đấy, sẽ quay rất là kỹ những cái cần này. Mọi người xem và lựa chọn nhé. Trước tiên con này đấy. Đây nha mọi người. Đây. Đằng này thì nó nhỏ hơn ngón tay của mình này, kinh thân nhé, kinh thân nhé. Đây cần là dài 2m7. Đó, mình khai quay thật kỹ ngoại hình luôn nhé mọi người. Nó có nắp đại này. Bây giờ mình sẽ rút ra nhé. Này, cái này cần tay nha mọi người, cần tay. Đấy, hay cái cần đấy, cần tay thì mình quay cho mọi người coi ngoại hình thế thôi. Bây giờ mình sẽ đọc những cái kích thước và cái cân nặng của nó này. Cái cần này dài 2m7, thu vào của nó là 1m2 nha mọi người, thu vào của nó là 1m2. Cái cân nặng của nó là 60g, cân nặng của nó chưa được một lạng nha mọi người, mới được 60g thôi. Còn cái đường kính của độc đỉnh là 1 ly nha mọi người, đường kính độc đỉnh 1 ly. Cái này là số 1. Cái này bán 140.000 nha mọi người. Số 1 140.000 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo thay số 2, mình sẽ quay hết mấy cần tay này trước. Này, số 2. Này. Cho mọi người coi trước. Cái cần là dài 3m7 này. Thu dài 3m7 này. Thu vào ngắn nhất của nó là 1m2 này. Đấy. Cân nặng của nó là 100g nha mọi người. Đấy. Cân nặng của nó 100g. Đường kính độc đỉnh của nó là 0,7 ly. Đấy, đường kính độc đỉnh của nó 0,7 ly. Rồi bây giờ mình cho mọi người coi ngoại hình của nó nhé. Dính keo người trả ra liền này. Đấy.
thoại. Tao thấy ngồi hình lâu. Tay gì đây? Đấy. Đấy nha mọi người. Cây nào mà thấy nhãn hiệu hay có thông số gì thì mình sẽ quay ngay cho mọi người yên tâm nhé. Đấy. Đấy. Cho mọi người coi lại này. Đây. Chiều dài của nó là 3m7. Chiều dài 3m7, thu vào ngắn nhất là 1m02. Đấy, cân nặng của nó là 100g. Đường kính của cái độc đỉnh là 0,7 ly nhé. Cái này cái số 2. À. Cái này bán 190.000. Số 2 190.000 cho mọi người. Tiếp theo cái số 3. Số 3 cái này. Đấy. Đây, khoan của nó đang ngồi. Đây, móc cái móc gì vào trong này nhé. Khoan này vẫn còn đá này, khoan đào vẫn còn đá này. Đấy. Khoan tiếp theo này. Đấy, mọi người. Đấy. Nó bị bẩn bẩn, mọi người vệ sinh đi nhé. Đấy. Mình để cho mọi người tự câu khoan luôn nha mọi người. Đấy, tự câu khoan. Đấy. Mình bán thì cứ như hình, y như trên hình đấy. Khoan huyết trên này sao thì mọi người coi y vậy. Cái cần này dài 1m8, 1m8 nha mọi người. Thu vào ngắn nhất của nó là 47cm. Thu vào ngắn nhất 47cm. Cân nặng của nó là 800g nha mọi người. Cân nặng của nó 800g. Ủa, này tới 800g ta. Và cái này cân nặng của nó không phải 80g mà 0,8 ra là 80g nha mọi người. Cân nặng của nó 80g. Viết nhầm á. Cân nặng của nó 80g nha mọi người. 80g. Đây. Cái đường kính độc đỉnh là 1,7 ly. Đấy. Cái này cái số 3. Và cái này bán 170.000. Số 3 170.000 cho mọi người. Tiếp theo cái số 4 là cái này. Và nó là nhiều người.
Cái này này, cái này chiều dài của nó là 1m65, thu vào ngắn nhất của nó là 70cm đấy. Cái này nặng 100g nha mọi người, nặng 100g, thu vào ngắn nhất của nó là một cái đường kính độc đỉnh của nó là 1,9 ly, thu vào ngắn nhất là 70cm đấy. Cái này cây số 4, là 130.000, số 130.000 nha mọi người. Tiếp theo cây số 5 này, cái này dài 3m9, thu vào ngắn nhất của nó là 89cm đấy, thu vào ngắn nhất của nó là 89cm, nó nặng 240g nha mọi người, 240g. Cái đường kính độc đỉnh của nó là 2,1 ly. Đấy. Đấy, nó có cái tem này nhưng mà. Đây. Còn cái tem nữa thôi. Còn lại thì không thấy chữ số gì nữa rồi. Mình đã dành thời gian mình quay rất là chậm để cho mọi người coi ngoại hình, thì mọi người cố gắng qua coi ngoại hình cho mình nhé. Đấy. Nếu khi mọi người hỏi lại thì thật ra là mình cũng chịu, thì mình quay một lúc rất là nhiều video nên là mọi người hỏi lại thì mình cũng chịu, mình không biết đâu là đâu hết nha mọi người. Thấy nha mọi người, cái này dài 3m9, thu vào ngắn nhất của nó là 89cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2,1 ly, còn cân nặng của nó là 240g nha mọi người. Đó, cái này cái số 5, cái này bán 300, số 5 300 nha mọi người. Tiếp theo cái số 6, cái này cần hai đoạn nha mọi người, cần hai đoạn. Đợi tí mình tháo ra mình ghép vào luôn, cọc sẵn cái dây su đây nè. Vàng bị rỉ rồi đấy. Lúc nào người vệ sinh sẽ đút cho hết nhé, nó hơi bị dơ nên nó hơi bị rỉ nên là đút chưa hết được đấy. Đấy, khỏe.
khoang chỗ này cũng bung rồi. Nói chung là nó chỉ còn được 3 cái khoang, tính luôn cả cái khoang đỉnh nha mọi người. Đây, tính luôn cái khoang đào này. Đấy. Rồi. Cây này dài 1m8 này, thu vào ngắn nhất của nó là 93cm này, cân nặng của nó là 220g này, đường kính của cái đọt đỉnh là 1,8 ly này. Cây số 6. Cái cần này mình bán 180.000 nha mọi người. 180.000. Tiếp theo cái cần này. Cần này cũng cần hai đoạn nha mọi người, để tí mình ghép vào cho mọi người coi. Cần này nó có cái thông số đây, mình sẽ qua cho mọi người thấy. Đây, Made in Korea này, Beta Fishing này. Đây, đây là thông số của nó. Line gì 6-14LV gì đây. Khác VKT 1/8-5/8 OZ. Đấy. Chữ rất là mờ. Cái chữ vô này rất là mờ nha mọi người. Mình cũng đọc không ra. Đấy. Có chừng đấy chữ thôi. Khoan của nó này. Đây là chỗ nấu giữa hai đoạn nhé. Sáu khoang, nó có tổng cộng 6 cái khoang tất cả, không thiếu khoang nào cho mọi người. Đấy. Khoang đều ok, còn đều còn cái sứ ở dưới cả. Đấy. Rồi. Cái cần này cái cần số 7. Cần số 7. Rồi, cần này mình bán 300 nha mọi người. Số 7 300. Tiếp theo là cái cần này. Cần này dài 39 này, thu vào ngắn nhất của nó là 90cm, cân nặng của nó là 200g, đường kính đọt đỉnh của nó là 0,8 ly. Đấy, cần đai hoa nè mọi người. Cần đai hoa. Đấy, còn cái ngoại hình rất là mới nha. Bát Fuji FX6. Đấy,
Made in Korea. À, chiều dài của nó 39 này, 5 khúc. Dàn khoan của nó này, đưa mọi người coi dàn khoan thứ không nhé. Này, con đào này vẫn còn đá này. Đấy. Đấy, bây giờ mình rút lên cho mọi người coi. Cần rất là đẹp nha mọi người. Đấy, thấy rồi nhá. Đấy. Rồi. Đọc thông số của cái cần này. Cần này dài 39, thu vào ngắn nhất là 90 phân. Đường kính độc đỉnh là 0,8 ly. Cần nặng của nó là 200 gram nha mọi người. Cần số 8. Đấy. Cái cần này bán 600 nha mọi người. Tiếp theo cần số 9, cần này dài 5m2, thu vào ngắn nhất của nó là 1m02, cân nặng của nó là 400 gram, đường kính độc đỉnh của nó là 1,9 ly. Đấy. Bắt Fuji FX7 nha mọi người. Fuji FX7. À, tay của nó này nó mờ tịch rồi. À, dàn fan của nó này. Đỉnh của nó thì cái khoan đỉnh của nó thì còn sứ đây, khoan thứ nhì thì mắc sứ, mắc cái đá ở giữa rồi. Đây, khoan thứ ba. Khoan thứ nhì mắc đá ở giữa rồi, khoan thứ ba xem có bị nứt không. Thứ ba nó từ dưới nè, nó từ dưới. Cái dòng ai khai rồi này. À, thứ tư nứt nứt nè. Thứ năm. À, thứ sáu này thì không bị nứt. Khoan thứ bảy bị nứt bên này. À, thứ tám bị nứt này. Khoan cuối thì không nứt. Đấy.
Rồi hết. Về làm lại dần khoan là ngon. Đây. Càng này dài 5m2 nha mọi người, dài 5m2. Thu vào ngắn nhất là 1m2. Đấy. Đường kính đột đỉnh của nó là 1,9 ly. Còn cân nặng của nó là 400 gram. Càng này càng số 9. Số 9 này mình bán 450. Số 9 450 nha mọi người. Tiếp theo cái gần này, gần số 10 này, cái gần này dài 4m4, gần tay nha mọi người, gần tay dài 4m4, thu vào ngắn nhất của nó là 1m02, cân nặng của nó là 160g, đường kính đột đỉnh của nó là 0,9 ly nhé. Này, gần này thì nó tóc nó mắc cái số in của nó là thông tin của nó rồi. Đấy. Thì trơn như thế này thôi. Đấy. Vài chục người ngó thôi. Sức à, thấy rồi. Cái này đó dài 4m4, thu vào ngắn nhất của nó là 1m02, đường kính đột đỉnh của nó là 0,9 ly, dùng một cân nặng 160g. Cái này thì cần số 10 nha mọi người. Số 10. Cái này bán 200. Số 10 200 nha mọi người. Tiếp theo là số 11. Con này dài 4m3. Thu vào ngắn nhất của nó là 86cm, đường kính đột đỉnh của nó là 1 ly, còn cân nặng của nó là 260g nhé. Mà
là khoan trong hết nhồi, khoan ẩn, khoan người ta làm sát ra. À, thế là đấy nha mọi người. Cần là cần Olympic luôn này. Olympic này. Đấy nha mọi người, cần Olympic nhá. Cần này dài 4,3 thu vào ngắn nhất là 86 cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 1 ly, cân nặng là 260 g. Mọi người thông cảm là mình đang viêm họng quá không nói lớn được, đã họng nhé. Cái này cái số 11, cái này mình bán 300, 11 300 nha mọi người. Tiếp theo cái số 12 đây, cái này dài 3,6 m, thu vào ngắn nhất là 1,02 m, đường kính đọc đỉnh của nó là 2,5 ly, 2,5 ly nha mọi người. Còn cân nặng của nó là 300 g. Watt Fuji FX7. Clinton này. Dòng fan của nó đây. Có cái thứ ba này nó bị mắc đá này, bị nứt này, cái này cũng bị nứt này, cái này nứt này, cái này thì không thấy nứt, cuối này cũng không thấy nứt nhé. Đấy, rồi nó rút vào trong cò. Đây mọi người thấy rồi. Đấy, rồi.
Cái gần này tiếp rồi, dài 3,6 m, thu và ngắn nhất của nó là 1,2 m, đường kính đột đỉnh của nó là 2,5 ly, cân nặng của nó là 300 g mọi người. Đây là cái số 12. Cái này giá của nó là 350 nghìn. 12, 350 nghìn nha mọi người. Tiếp theo cái này, dài 3,6 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,1 m, đường kính độc đỉnh của nó 2,5 ly. Đấy. Không phải một đâu. Thu vào ngắn nhất của nó là 1,01 m nha mọi người. 1,01 m. Sửa lại. Cân nặng của nó là 320 g. Không, cân nặng của con này cũng 300 g thôi. Con này với con hồi nãy là cùng một chuẩn, cùng một con này cũ hơn nha mọi người. Đấy. Chi nữa, chả cá à? Phần tôm. Đây, khoan này. Để đi, xong gần xong rồi. Đấy. Từ đây một gần xong. Y hình. Đấy. Cây này cây số 13. Mình đọc lại này nhé. Cây này dài 3,6 m này. Thu vào ngắn nhất của nó là 1,02 m. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,5 ly. Còn cân nặng của nó là 300 g nha mọi người. 300 g. Cái này số 13. Cái này nó 300. Đấy, 300 nha mọi người. Rắc cái họng quá. Tăng nước đá vài ngày nữa không thấy chứ. Tiếp theo cái cần này cần hai đoạn nha mọi người, cần hai khúc như thế này, để mình ghép vào luôn. Phan của nó phía dưới này, cái bát của nó phía dưới này. Cần dài 2,3 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,16 m, đường kính độc đỉnh của nó là 2,2 ly, cân nặng là 100 g. Đấy. Cần này thì ngoại hình nhìn khá là cũ.
móc móc một cái phang chỗ này cho mọi người, phang cuối. Đây là chỗ nấu nè, mọi người về vệ sinh thay vào. Đây, chỗ này người ta cọc nhựa nhưng mà nhựa nó hơi bị bung nha mọi người, nên người ta quấn có băng keo nào, mọi người về tháo băng keo ra cọc thêm nhựa. Nhựa nó đứt rồi. Đấy, khoan này. Lại mặc tiếp cái khoan nữa. Mặc 2 khoan, 3 khoan, 4 khoan nha mọi người. Đây, có 7 cái khoan mà mắc hết 4 khoan rồi. Đấy, hình thì không được đẹp, con này mình sẽ bán rẻ cho mọi người nha. Con này con số 14 nha mọi người. 14. Con này bán 170.000. 14 170.000 nha mọi người. Đấy. Chiều dài của nó 2m3, thu vòng ngắn nhất của nó là 1m16. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,2 ly. Còn cân nặng là 100 g. Tiếp theo. Đây là cái cần 3 đoạn. Không, càng này càng hai đoạn nha mọi người, hai đoạn nhưng mà có hai cái đoạn độc, hai cái đoạn độc riêng biệt nhé. Càng này là càng hai đoạn nha mọi người, hai đoạn nhưng mà có hai cái độc đó, hai cái độc riêng biệt dùng để câu những loại cá khác nhau. Độc này thì mảnh hơn, độc này thì cứng cáp dài hơn. Đấy, đưa mọi người coi hai cái độc này trước này. Đấy nhá. Đấy, nó có rồng rạp luôn, phang này, dòng phang còn nguyên nha mọi người, đó, dòng phang còn nguyên, còn đá còn nhựa ok, bên ngoài chỉ hơi bị hăng dỉ một tí thôi, đấy. Phang đầy đủ nha mọi người, đấy. Cây chính của nó này, gốc của nó này. Đấy, càng này càng Olympic. Này, cái bát này là người ta gắn thêm nha mọi người, bát này người ta gắn thêm. Dưới này nó có một cái bát lớn nữa mọi người, dưới này có bát lớn rồi nè. Riêng cái này có hai cái bát này. Thấy chưa? Ta gắn hai bát vào. Đấy. Đấy, mọi người. Đây. Cái gần này dài 2m1, thu vào ngắn nhất của nó là 1m9. Đấy, cân nặng của nó là 400 g. Ô không. 400 g là tính cả hai cái đọt luôn nha mọi người. Còn trừ bớt ra một cái đọt thì nó nặng khoảng cỡ 300 g nha mọi người. Đấy, dùng một đọt nặng khoảng cỡ 300 g. Còn một đọt á là có đường kính cái đọt nó là 1.9 ly, một đọt là 3.6 ly nha mọi người. Đấy, đây là số 15. Cái này bán 600. 15-600 nha mọi người. Dự là cái này sẽ hot nhất cái video này.
tiếp theo còn hai cây, cái này. Đấy, cái này khá là bự nha mọi người. Này, cần Shimano nha mọi người. Bát Fuji. À không phải, cái này không phải bát Fuji nha mọi người. FX7 bát FK này này, FK. Đấy. Này. Thông số của nó này. 5 khúc. Đây. 4,5 nha mọi người, Shimano. Qua cái dàn phang của nó này. Phang của nó còn nguyên nha mọi người. Phang của nó còn nguyên. Không bị bể mất đá gì cả, còn nguyên luôn nha. Đấy. Đấy, dàn phang này. Cho mọi người coi phang xong rồi cái bắt đầu mình hướng lên cho mọi người coi ngoại hình nha. Đấy. Gặp nè, phang này gặp được nè. Hết rồi nha mọi người. Cần này dài 4,5 m. Thu và ngắn nhất của nó là 1,02 m. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,5 ly. Cân nặng của nó là 640 g. 640 g. Cần này đi cao tàu là đúng bài luôn. Là số 16. 16. Cây này mình bán 700. 16 700 nha mọi người. Tiếp theo bộ cuối cùng. Cần 3 khúc. Cần 3 khúc đây qua nha mọi người. Đây qua. Đấy rồi. Đấy, nói rồi để cho mọi người. Cái cần này có một khuyết điểm là nó bị mất cái khoang tay nè. Hay nên đạo bị mất rồi nha mọi người về thay cái khoa khác cho mình. Đấy, mình cho mọi người coi ngoại hình từ trên độc đỉnh xuống dưới này. Đây này. Đấy, còn nguyên cái khoan thế gì nhá. Dài quá nó vướng phía sau mà mình đẩy khó nữa. Cần đây qua 3 khúc. Cần đây qua 3 khúc nha mọi người. Đấy. Đây qua 3 khúc. Dài 36.
cây cần đai hoa 3 khúc dài 3m6, thu vào ngắn nhất của nó là 1m26 đấy. Đường kính đột đỉnh của nó là 3,8 ly, còn cân nặng của nó là 760g nhé, 760g. Số 17. Đây. Cái này bán 600. 17 600 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.